Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin X News ngày 20 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Hôm nay cũng bình thường như bao ngày, không có gì đặc biệt. Hà không có quả a hu hu. Công ty Kyocera của Nhật Bản đã đưa ra một thiết bị mà họ gọi là smartphone mỏng nhất trên thế giới, được gọi là Kyo 1L. Chiếc điện thoại này cũng được thiết kế đặc biệt để vừa với một chiếc danh thiếp kinh doanh, vì vậy nó được đặt tên với biệt danh là Catphone. Chiếc điện thoại này có độ dày khoảng 5,3mm và nặng có 47g, thế nên khiến nó trở thành một trong những thiết bị nhẹ nhất trên thị trường hiện nay. Hơn nữa, nó tự hào khi có kết nối LTE và màn hình Evergreen đơn sắc 2,8 inch. Vì vậy, nó có thể vận hành tốt dù có thỏi pin dung lượng chỉ là 380mAh. Tất nhiên là có một số tranh luận về việc là liệu đây có thực sự là một chiếc điện thoại mỏng nhất hay không. Bởi ghi chú của The Verge cho biết là Moto Z 2016 chỉ dày có 5,2mm, không bao gồm phần lồi của máy ảnh. Trước đó thì Oppo R5 thậm chí còn mỏng hơn, chỉ 4,9mm. Tuy nhiên thì không điện thoại nào cung cấp cùng một thiết kế như Kyo 1L này. Cho dù chiếc điện thoại này không thực sự là điện thoại mỏng nhất thế giới thì nó vẫn là một thiết bị thú vị. Giao diện người dùng cung cấp mọi nhu cầu dành cho điện thoại cơ bản. Do không có thị trường ứng dụng, thế nên là nó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho những người cần một thiết bị để thực hiện các cuộc gọi và nhắn tin. Ngoài ra thì điện thoại không có máy ảnh, thế nên là người dùng cũng không nên mong đợi là có thể sử dụng nó để bắt tấm hình nào cả. Và chiếc điện thoại này thì đang được bán với giá là 32.000 yên, tức là tương đương khoảng 7 triệu đồng, tức là sản phẩm cũng chỉ có sẵn tại Nhật Bản và nó cũng chỉ được cung cấp thông qua nhà mạng NTT Docomo. Các thông tin mới đây thì cho thấy Apple đã nộp bằng sáng chế về smartphone có thể gặp lại được cho cơ quan chức năng và sẽ sớm cho ra mắt chiếc iPhone có thể gặp lại lần đầu tiên. Và sau cái khoảng thời gian khá dài triển khai các dự án sản xuất smartphone có thể gặp lại được thì dường như mẫu Galaxy X hay là Galaxy S nào đó của Samsung có thể coi là mẫu smartphone gặp đầu tiên của họ và sẽ được giới thiệu ít nhất là vào cái bản mô hình vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên thì Apple cũng đang chứng tỏ mình không phải là một kẻ ngốc. Và với tư cách là người đứng đầu trên thị trường smartphone hiện nay thì ông lớn thung lũng Silicon cũng đã nhanh chóng triển khai và có thể một mẫu iPhone có thể gặp lại sẽ không bao lâu nữa sẽ được giới thiệu. Và thông tin mới rò rỉ từ phòng đăng ký nhãn hiệu thương mại và sáng chế của Hoa Kỳ cho thấy Apple đang trình tới cơ quan này hai hồ sơ cấp bằng sáng chế cho thiết bị của họ. Đầu tiên tới các cái cách thức xử lý để tạo ra smartphone có thể gặp. Theo đó thì một cấu trúc khớp nối bao gồm kim loại, polymer và một hợp kim tạo thành điểm gập của chiếc smartphone giúp nó có thể dễ dàng mở ra và gập lại được như một cuốn sách. Về chất liệu màn hình thì cũng chưa được tiết lộ, nhưng hiện tại các nhà sản xuất như Samsung, Huawei và LG đang hướng tới sản xuất màn hình OLED uốn dẻo nên rất có thể đây sẽ là chất liệu được sử dụng trên màn hình của iPhone. Chưa có dấu hiệu về ngày ra mắt chính thức chiếc smartphone này, thế nhưng có lẽ là sẽ sớm thôi, với chắc chắn là Apple cũng không thể chịu ngồi yên trước các đối thủ lớn như là Samsung đã có kế hoạch từ rất lâu rồi. Như các bạn cũng đã biết thì vào tháng 9 Apple đã đưa ra sự kiện của họ ra mắt iPhone và những chiếc đồng hồ thông minh mới. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là công ty đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong năm 2018 này, bởi có lẽ thì sẽ tổ chức thêm một sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào cuối tháng này, cụ thể sẽ là ngày 30 tháng 10 với chiếc iPad Pro mới nhất. Và phiên bản iPad Pro mới được dự kiến loại bỏ Touch ID để chuyển sang Face ID và tương tự như các thành viên iPhone mới thì thiết bị cũng sẽ đi kèm với một Apple Pencil mới có thể gắn vào iPad Pro thông qua từ tính. Và bên cạnh iPad Pro thì nhiều khả năng Apple cũng sẽ công bố một sản phẩm MacBook mới tại sự kiện. Và Intel gần đây thì đã làm mới bộ vi xử lý Core E-Series, vì vậy MacBook 12 inch mới có thể xuất hiện để tận dụng phần cứng này từ Intel. Thậm chí thì một phiên bản mới của MacBook Air cũng có thể được ra mắt với công nghệ màn hình Retina. Và có thể để chúng ta cũng được nghe về AirPower, bộ sạc không dây mà Apple đã thông báo năm ngoái và dường như là đã bị khai tử. AirPods thì cũng có thể xuất hiện. Và mọi thứ thì sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 10 tới đây, lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông. Và sự kiện này thì được diễn ra tại nhà hát Opera Howard Gilman của Brooklyn và tất nhiên thì nó sẽ được phát trực tuyến rồi. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kỳ đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quà 20 ngày em ơi. Cuối cùng Hà Lét cũng có quà 20 tháng 10 a hi hi.